Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 9. Các bà ở Dinh Matignon. Nhiều giờ trôi qua và đã nửa đêm khi Marianne mặc một chiếc áo ngủ rộng bằng len trắng tay rộng, thêu nhiều sắc độ màu xanh lá mà Cominette đã giao cho nàng trong ngày. Nàng ngồi trước cái bàn viết nhỏ đặt giữa cửa sổ và lò sưởi. Trong một ngăn kéo, nàng đã tìm thấy rất nhiều giấy, một gói bút mực, một hộp sắt và sáp để đóng dấu. Nàng phải viết bản báo cáo đầu tiên hàng ngày mà người thắp lửa đến lấy mỗi sáng. Một công việc khó chịu phải làm, ngoài chuyện Maria luôn ghét vai trò gián điệp không tình nguyện. Nàng buồn ngủ và cái giường trắng muốt với vải trải giường mịn và một bàn tay cẩn thận đã đặt lên lớp chiếc áo ngủ bằng vải batis mềm mại, thu hút khủng khiếp. Và rồi nàng thèm được nằm mơ. Để có thêm can đảm, Marianne uống một ly nước, ngắm một lát đóa hoa hồng đang nở ở góc bàn trong chiếc bình pha lê, rồi với một tiếng thở dài bắt đầu công việc phải đóng chiếc cửa sổ nhỏ mở ra hướng tương lai và cam chịu thực tế không hấp dẫn. Nàng bắt đầu bằng cách liên hệ về chuyến đi vào nhà, rồi như nàng đã quyết định, nhấn chìm Fouché giữa đống đăng ten và phụ kiện. Tuy nhiên phải kể đến buổi dạ hội mà nàng đã dự, nó chưa chấm dứt. Dư âm yếu ớt của một điệu luân chủ của Haydn lan tỏa nhẹ nhẹ lên tai cô thiếu nữ, đưa nàng về một cách khó cưỡng với những điều nàng đã thấy và gây ấn tượng mạnh cho nàng. Tất cả đều quá đẹp, làm sao đưa vào vẻ huy hoàng tráng lệ trong một bài báo cáo cảnh sát khô khan khi người ta đang viết trong âm thanh tiếng nhạc thần thánh. Lời khuyên của bộ trưởng trở lại với nàng: đừng nghĩ rằng cô đang làm báo cáo, viết như cô đang viết nhật ký, không hơn không kém. Từ lúc đó mọi chuyện đều dễ dàng. Tôi đã không dự bữa ăn tối, chỉ vinh danh ngài phó vương và phó vương hậu nước Ý. Marianne bắt đầu: vị trí của một người đọc sách không phải ở giữa những nhân vật cao cấp như vậy. Tôi chỉ xem thực đơn, trong đó thể hiện nhiều điều không tưởng tượng nổi, như là gà nữ quận công sốt kem, thơ trào phúng cù non nấu kiểu tuột nô vin, chim chiền chiện nấu nóng lạnh, tôm hùm trộn kiểu Richelieu. Có phải người Pháp có thói quen cho các vĩ nhân của họ vào bếp không? Điều này hình như kém tôn trọng. Còn về những món người ta dọn cho tôi trong phòng riêng, tôi không biết đó là gì, trừ một con gà roti, nhưng tất cả đều ngon tuyệt. Fanny, chị hầu phòng, đã nói với tôi rằng hoàng thân rất kén về mạng ẩm thực. Bếp trưởng của ông hình như là nhân vật quan trọng hàng đầu. Người ta gọi ông là ông Karem, và tôi có vinh dự gặp ông lúc nãy khi công nương yêu cầu tôi tháp tùng bà đến phòng ăn để kiểm tra việc cắm hoa. Rất tiếc phải nói rằng ông ấy không nhìn đến tôi. Đó là một ông nhỏ nhắn, cao có, nặng cân, mặc áo vải trắng, dạo qua dạo lại khắp nơi ra vẻ quan trọng. Bụng ông có dắt một con dao lớn và có gương mặt thiên sư bất bình. Nhưng tôi sợ hãi khi nhìn thấy vẻ kính trọng của bà de Talleyrand khi nói chuyện với ông. Người ta nói rằng hoàng thân cũng phải cân nhắc lời nói để trao đổi với ông. Tôi không nói về vẻ huy hoàng của bàn ăn toàn bằng bạc mạ vàng và trang trí toàn hoa diên vĩ đen và hoa hồng vàng. Nhưng tôi có thể nói rằng suốt bữa ăn, các nhạc công đã chơi nhạc Mozart. Buổi dạ hội thật sự bắt đầu khi công nương yêu cầu tôi diễn cớ là mang cho bà một chiếc khăn quàng. Vì tốt bụng có lẽ vậy, vì bà không hề cần tới. Người bút lông của Marianne dừng giữa chừng khi nàng nhắm mắt một lát. Làm sao tả được sự lóa mắt của nàng khi đưa vào phòng khách lớn màu trắng và vàng kim được chiếu vàng rực rỡ? Làm sao diễn tả được nét rực rỡ của bó hoa phụ nữ có nhiều người trẻ đẹp long lánh trong lỗ sa kim cương, hoa cài và lông vũ trên nền quân phục theo kim tuyến? Nhiều sĩ quan ở đó mặc trang phục lễ hội lộng lẫy khi Marianne nhớ đến chàng kỵ binh cầm giáo ở đường Montorgueil. Nàng tưởng còn nghe giọng nói nhạo báng và đầy kiêu hãnh ngây thơ của Gratius Hannibal Brioche: hãy đợi gặp những người khác. Cô thật là những người lính có thể rực rỡ đến thế, trang sức lộng lẫy đến thế.
vàng lấp lánh trên các bộ quân phục xanh lam, đỏ, xanh lục và dưới chiếc áo lông màu da trời mà người khinh kỵ bên lề mặc một cách phong khoang trên bộ vai thẳng. Chúa toàn đăng áo kép mai bằng lông hắc điêu thử. Đứng sau ghế bành của công nương hoa dễ và xinh đẹp trong chiếc áo nhung màu xanh phớt hồng nạm nhiều ngôi sao, Marianne viết tiếp: tôi buộc phải cố gắng để không tỏ ra quá lóa mắt, quá tỉnh lẻ và cúi mặt xuống. Nhưng cam dỗ quá mạnh, trong chốc lát tôi nhận ra khách mời ít đến gần nữ chủ nhà. Người ta khách sáo chào bà, rồi lánh xa để tạo thành nhiều nhóm đó đây. Chỉ có một bà khỏe mạnh, mặc áo sa màu chanh, ngực đồ sổ và chân béo mập đến gần bà de Talleyrand. Bà này tôi rất ngạc nhiên, nhảy lên cổ tôi khi tôi vào phòng khách dưới chiếc khăn quàng và hôn tôi rất nồng nhiệt. Tôi đã hiểu, theo mô tả mà tôi đã biết, đó là bà de Saint-Croix, và tôi tỏ lòng biết ơn tôn kính cần có. Tôi nghĩ rằng bà này rất hài lòng về thái độ của tôi. Giả lại, công nương nhanh chóng chuyển hướng chú ý của tôi và tôi có thể tiếp tục quan sát những người có mặt. Ngồi cách đó không xa, trên một chiếc ghế tràng kỷ có hai phụ nữ được nhiều người vây quanh. Một bà nhỏ nhắn, tóc nâu và tinh tế với những lọn tóc dày màu nâu có phong cách hơi giống Ả Rập, mảnh mai và rất thanh lịch trong chiếc áo dài đăng ten đen trên nền hồng, mang bộ trang sức bằng hồng ngọc đồ sổ lấp lánh ở cổ, trong tóc và quanh cổ tay thành tu đeo găng màu hồng. Người kia cũng tóc nâu nhưng tóc chải xù, có gò má cao, tóc phẳng và gương mặt phẳng kiểu Mông Cổ, nhưng đôi mắt bà sáng rực không chịu nổi vì nó tỏa ra trí tuệ và ranh mãnh, và nét quyến rũ khác thường toát ra từ tấm lưng dài mảnh mai hơi gầy nhưng săn chắc. Với những món nữ trang bằng vàng, xa hoa mang rỡ, chiếc áo lụa đỏ tía của bà và chiếc khăn cuốn đầu thài non, người phụ nữ này giống như nữ thần trong đa thần giáo, dù sao dáng điệu của bà thật vương giả. Tôi biết được khi nghe công nương tán gẫu với bạn của bà rằng người phụ nữ nhỏ nhắn phong cách Ả Rập là bà Juno nào đó, nữ quận công Aprantes, và những viên ngọc tuyệt vời của bà đã được Juno mới cướp từ Bồ Đào Nha về. Còn bà kia đeo nữ trang mang rỡ là nữ bá tước de Metternich, có chồng là đại sứ ở Áo, buộc phải trở về Vienne sau trận Waterloo để vợ ở lại gần như làm con tin. Theo bà de Saint-Croix tỏ ra sốc, tình bạn giữa các bà này không có động lực nào khác ngoài ông chồng quyến rũ của bà thứ hai, mà bà thứ nhất có những phút giây yêu lòng vào mùa hè vừa qua. Marianne bỏ ra một lúc, sửa lại một chữ dùng sai và thở dài. Có lẽ nào những chuyện ngồi lê đôi mắt thông tục này mà ông ta chắc cũng biết rõ như nàng lại khiến Fouché quan tâm. Dĩ nhiên kể lại không chán lắm, trừ khi ta buồn ngủ khủng khiếp. Lại thở dài, Marianne chấm mực vào bút và tiếp tục. Tiếp theo, các bà này lại quan tâm đến một phụ nữ tóc vàng rất đẹp, mặc áo muslim màu tím hoa cà và đội một vương miện kim cương rộng, tập hợp cả một triều đình quanh bà, nữ quận công Anne de Courland. Còn cô con gái út Dorothée vừa mới kết hôn với cháu của hoàng thân de Bénévent, bá tước Edmond de Périgord. Không ai yêu thích ông ta. Hình như hoàng thân quan tâm tới sắc đẹp của cô gái nước ngoài vì ông không rời khỏi nơi gần cô. Còn về hai bà, họ bắt đầu hạ giọng và lời không còn nghe gì nữa. Tôi nhẹ nhõm vì thoáng nghe vài đoạn đàm thoại. Hoàng đế luôn tự giam mình ở Trianon. Từ khi ly hôn, ngài không ra ngoài, nếu không phải để đến Malmaison. Bà Josephine tội nghiệp không nguôi ngoai được. Bà de Remusa cho rằng bà ấy khóc mòn cả đa sỏi và bà không dám để bà ấy một mình. Có vẻ như cô Crescentini nổi tiếng mỗi tối đến hát cho Napoleon nghe. Chỉ có âm nhạc mới trả lại sự bình lặng cho ngài. Bà có tin rằng ngài sẽ cưới em gái của sao hoàng? Bà có biết rằng sĩ quan tùy tùng của Gino, chỉ huy đại đội de Sam, đã gây bê bối ở cung điện hoàng gia khi trị lạc với một cô thợ giặc? Vua và hoàng hậu sư Bavia đã đến, họ ở dinh thự Manbos, chỗ ở của vua Joseph. Một thanh củi đổ xuống trong lò sưởi giữa một chùm tia sáng. Marianne giật nảy mình, chợt tỉnh giấc. Chắc nàng đã ngủ gật khi đang viết. Trên giấy, bút rơi khỏi ngón tay nàng, quên một vết dài.
đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường trên lò sưởi, nàng thấy đã 2 giờ sáng. Nhạc không còn dạo nữa, tiếng nói chuyện xì xào bị khoảng cách biến dạng. Những người chơi bài whist khi nàng đi lên đã ngồi vào những chiếc bàn chắc đang còn ở đó. Theo kinh nghiệm, Marian biết con quỷ bài bạc có thể dẫn dắt người ta quên khuây thời gian và đam mê tới mức độ nào. Nhìn thấy những lá bài làm nàng thấy khổ sở và nàng thích rút lui ngay từ đầu. Gắng gượng, nàng đứng dậy, ngáp và duỗi tay chân. Cô chưa biết nàng buồn ngủ biết bao, cái giường chắc chắn rồi qua cam dỗ. Marian liếc mắt thù hận vào bản báo cáo còn dang dở, nàng quá mệt không tiếp tục nổi. Quả quyết, nàng cầm lấy bút viết nhanh: tôi buồn ngủ quá, hẹn ngày mai viết tiếp. Rồi vẽ nhanh ngôi sao thay cho chữ ký. Nàng đóng ấn đường gấp bằng một ít sáp và một con dấu không có hình khác mà nàng tìm thấy trong ngăn kéo. Sau đó, nàng không có chuyện gì đáng mê để kể, đi ngủ thôi. Nàng đã tháo dây ruy băng khép chiếc áo ngủ khi một tiếng động đặc biệt làm nàng ngừng tháo. Cắt đứt thật rõ tiếng xì xào nhe của những cuộc nói chuyện, nàng nhận ra tiếng kêu giận dữ, ngay sau đó là tiếng khóc nức nở. Sửng sốt, Maria lắng nghe, nàng không nghe gì nữa, nhưng nàng chắc rằng mình không nằm mơ. Nhẹ nhàng nàng đến tận cửa sổ đã mở, dù thời tiết lạnh, để hít thở không khí. Ở Stanton Hall, nàng luôn ngủ để các cửa sổ mở. Cuối xuân, nàng thấy có ánh sáng ở 2 cửa sổ, mà một trong số đó ở dưới cửa sổ của nàng. Nàng đã biết đó là phòng làm việc của hoàng thân. Ở đó chắc người ta cũng mở cửa sổ, vì nàng nghe lần này rất rõ những tiếng khóc ngất. Rồi giọng nói điềm tĩnh của hoàng thân nói: thật sự, chào không biết lẽ khoái, tại sao lại ở trong tình trạng này chứ? Nhưng ngay lập tức có tiếng sập cửa kính do người ta đóng lại và Marian không nghe gì nữa. Nhưng nàng thề rằng đó là một người đàn bà khóc và tuyệt vọng làm sao. Chậm chậm nàng về phía giường do dự. Nếu trí tò mò của nàng bị đánh thức nên giáo dục còn giữ nàng lại, nàng không nghe trộm ngoài cửa như một người đầy tớ hay như một nữ gián điệp như vai trò của nàng. Mặt khác có thể cứu giúp một người đang gặp khó khăn. Người phụ nữ đang khóc chắc là rất bất hạnh. Khi khoác lên trí tò mò một lớp áo nhân văn, Marian vói tài thay áo mặc trong phòng sang chiếc áo màu sáng và lướt ra ngoài. Cuối hành lang, một chiếc cầu thang phục vụ nhỏ dẫn thẳng đến tầng dưới và kết thúc không xa phòng làm việc của Teleron. Ra khỏi cầu thang, Marian thấy cửa phòng làm việc không đóng kín, lộ ra một vệt ánh sáng dài trên sàn của hành lang. Đồng thời nàng lại nghe những tiếng khóc, rồi một giọng nói trẻ trung, biểu hiện âm điệu tiếng Đức rất nặng. Cách hành xử của chú với mẫu thần thật ghê tởm, không có phẩm giá. Sao chú không hiểu rằng cháu không chịu nổi ý nghĩ rằng mẫu thần là tình nhân của chú? Không phải cháu còn quá trẻ để kích động về những chuyện đó sao, Dorothy thân mến? Chuyện của người lớn không phải là chuyện trẻ con. Và dù đã kết hôn, cháu vẫn là một đứa trẻ dưới mắt ta. Ta yêu mẹ cháu rất nhiều. Quá nhiều, chú yêu mẹ cháu nhiều quá và mọi người đều biết. Có những bà già luôn dây quanh ngài, rồi ghét nhau, cấu xé nhau và không rời nhau nữa. Bây giờ họ cho mẫu thân nhập bọn, dù muốn dù không trong cái câu lạc bộ gọi là hậu cung của ông tự ta lê răng. Khi cháu thay mẫu thân được các bà de la Van và bà de Luyên, nữ quận công de Fischam dây quanh, cháu muốn thét lên. Giọng nói trẻ trung khàn đặc tuyệt vọng lên cao để đạt âm điệu giận dữ, vì biết tiếng Pháp chưa hoàn hảo lắm, khiến cho chủ nhân của giọng nói giáp giáp dài chỗ. Nhưng giờ đây Marian biết ai đang ở trong phòng làm việc của hoàng thân, ai đang khóc và la hét giận dữ. Lúc nãy nàng đã thấy trong phòng khách của cháu gái của hoàng thân, phu nhân Edmond de Beauregard, nhũ danh là công nương Dorothée de Courland, người thừa kế trẻ và cực giàu. Nhờ ân huệ của sao hoàng, Teleron đã hỏi cưới cô cho cháu mình vài tháng trước đây. Cô rất trẻ, nhiều nhất là 16 tuổi, và Marian thấy cô xấu xí, gầy, đen đúa, vụng về, ăn mặc thanh lịch, nhưng ló ra cái đuôi của Leroy. Vẻ đẹp duy nhất của cô, nhưng rất khác thường là đôi mắt rất lớn, bao la như muốn nuốt hết gương mặt. Đôi mắt có màu lá lùng, mà người ta ngỡ là màu đen, nhưng thật sự là màu xanh sẫm có viền nâu.
Nhưng nòi giống của công nương bé bỏng đã tạo ấn tượng mạnh với Marianne vì đầy ý chí, ngạo nghễ, cách cô ta ngẩng đầu như những đứa trẻ khi chúng không muốn tỏ ra rằng mình sợ hay đang đau khổ. Về người chồng, nàng không nhớ rõ lắm, một anh chàng đẹp trai nhưng nhạt nhòa trong bộ quân phục khinh kỵ binh hào nhoáng. Ông phạt cốc gia sư đã tán gẫu với nàng một lúc, chính ông cũng nói những lời úp mở về khúc mắc nối kết giữa Talleyrand và nữ quận công được Courland, mẹ của Dorothée. Kín đáo, ông chỉ cho nàng nữ quận công tóc vàng chém chệ giữa bao phụ nữ đã già, nhưng dáng vẻ tự tin và sức sược nữa, có hơi đứa cung đình Versailles xưa. Cả ba người từng là tình nhân của de Talleyrand và vẫn là người ủng hộ trung thành của ông, tận tụy với ông vô bờ bến, gần như mù quáng. Ba mẫu bà. Marianne tàn nhẫn nghĩ một cách vô thức theo cách nghĩ của tuổi 17 và không muốn nhận ra rằng các bà này vẫn giữ hào quang le loi của sắc đẹp quá giản. Nhưng trước mặt nàng có quá nhiều nhân vật nên nàng không quan tâm nhiều đến họ. Tuy nhiên, sau cánh cửa khép hờ, Talleyrand còn đã xoa dịu cô gái trẻ nổi loạn. Sao làm ta ngạc nhiên đây, Dorothée? Ta tưởng rằng cháu không tin vào những lời đồn đại từ lâu lắm rồi trong các phòng khách ở Paris. Đối với phần lớn những kẻ ác mồm ác miệng, tình bạn giữa nam giới và phụ nữ chỉ có thể mang một cái tên. Nhưng đừng nói láo nữa, cô gái trẻ thét lên tuyệt vọng. Chú biết đó là không phải những lời đồn đại mà là sự thật. Những chuyện ngồi lê đôn mắt ở Paris đều có căn cứ. Và cháu biết xin thưa với chú, cháu thấy nhục nhã vô cùng khi cháu thấy sao một chiếc quạt hai mái đầu áp vào nhau, trong khi những đôi mắt ban đầu lướt qua cháu rồi nhìn qua mẫu thân cháu, và cháu không chịu nổi sự nhục nhã. Cháu là người mang họ cuộc lần. Cô gái gần như thét lên ở những chữ cuối cùng. Marianne đứng yên trong bóng tối của hành lang, nghe hoàng thân ho khúc khắc, nhưng ghi nhận rằng khi ông nói, giọng ông cứng rắn và lạnh băng. Vì cháu thích nghe những lời đơm đặc, cô bé, tốt hơn cháu nên lo nhiều cho người trước kia đã chạy theo tổ phụ cháu. Jean Biron có sở thích thất thường là sinh ra một quận công được cuộc lần từ một công chúa Nga. Ông ta có phải là một tên nại ngựa không? Nói thật, và khi nghe ngôn ngữ của cháu tối nay, ta muốn tin vào điều đó. Ta nghĩ phải trấn an cháu. Những tiếng la hét như thế không hợp với Paris, cũng không hợp trong bất cứ xã hội văn minh nào. Nếu cháu quá nhạy cảm với chuyện đơm đặc, nên chọn tu viện, cô bé, chứ không phải hôn nhân. Làm như cháu có thể chọn, cô thiếu nữ nói cay đắng, làm như ngài không áp đặt cháu mình, trong khi cháu yêu người khác. Một kẻ khác chưa bao giờ gặp cháu và không biết lo cho cháu. Nếu hắn muốn cưới cháu đến thế, hoàng thân Adam Rastonrisky sẽ ít xa xăm hơn rồi. Ngài toàn thích làm chuyện xấu, cháu ghét ngài lắm. Không đâu, cháu không ghét ta. Ta có thể nghĩ rằng cháu yêu ta nhiều hơn cháu tưởng. Cháu có biết cơn thịnh nộ của cháu rất giống một cảnh ghen tuông không? Nào, đừng làm ngựa chưng nữa. Bình tĩnh đi, cháu sẽ tìm lại nụ cười. Và hãy biết điều này, trong cái thế giới mà chúng ta sống, ta không biết có ai không yêu và kính trọng mẹ cháu. Đó là một phụ nữ sinh ra để được yêu. Hãy làm như tất cả mọi người, cô bé. Sự thăng bằng trong xã hội rất mong manh. Coi chừng tiếng la lôi của cháu đã xô thế cân bằng ấy. Những tiếng khóc lại tiếp tục. Maria lắng nghe, bị thu hút, nhưng nàng chỉ có thời gian lùi vào bóng tối cầu thang. Cửa mới vừa mở rộng ra và bóng dáng cao ráo của hoàng thân cất ngang ngưỡng cửa. Ông ra ngoài, có vẻ do dự một lát, rồi nhún vai ông rời xa. Tiếng gõ đều đặn của chiếc can và tiếng chân không đều của ông trên nền đá lát của hành lang tạt dần nhanh chóng. Nhưng trong phòng làm việc, Dorothée de Périgord vẫn còn khóc. Một lần nữa Marianne do dự, nàng đã bắt gặp một cảnh tượng riêng tư không liên quan đến nàng. Như nàng có cảm tình với nàng công nương bé bỏng, có đôi mắt buồn và mong có thể giúp cô. Lẽ nào không phải bình thường khi cô bé nổi loạn trước cảnh làm tình của mẹ mình và ông chủ thông gia? Những cuộc phiêu lưu đẹp đẽ có lẽ được thế gian chấp nhận, nhưng một tâm hồn ngay thẳng và thuần khiết chỉ có thể bị tổn thương. Tiếc nuối, Marianne quay về phía cầu thang và thở dài. Nàng cảm thấy rất gần gũi với cô gái đang khóc ở đó.
Dorothée đau lòng vì một tình yêu bất hạnh, như chính nàng từng khổ đau, như nàng sẽ cho cô ấy sự trợ giúp nào đây? Tốt hơn nên trở lên phòng mình, thử quên đi, và Maria sẽ không báo cáo cho Fouché điều nàng vừa nghe. Nàng sắp trở lên thì nghe trong phòng làm việc, mà lần này cánh cửa đóng kín. Cái sư đáng nguyền rủa mà ta không thích. Không có ai hiểu mình. Giá như có ai đó. Lần này thiếu phụ nói tiếng Đức, pha trộn sự tức giận và đau đớn, mà Marianne chỉ còn tuân theo khao khát muốn giúp cô. Ngay trước khi nàng ý thức về động cơ của mình, cánh cửa đã mở ra dưới tay nàng và nàng bước vào. Trong căn phòng lớn có đồ gỗ đào hoa tâm nghiêm nghị, căng những tấm thảm xanh lục đậm, Dorothée khoanh tay trên ngực đi tới đi lui, kích động, gò má đẫm nước mắt và không nghĩ đến chuyện lau khô. Cô đối diện với Marianne khẽ nói dịu dàng. Nếu tôi có thể làm gì đó để giúp công nương, xin cứ nhờ tôi. Nàng đã nói tiếng Đức, đôi mắt cực to của nữ bá tước bé bỏng, có vẻ mở lớn hơn. Cô nói tiếng xứ tôi, nhưng cô là ai? Bỗng nhiên cô nhớ lại và niềm vui đều bừng sáng trong mắt cô, tắt ngấm như ngọn nến bị thổi. Ôi, tôi biết cô là người đọc sách của bà tờ Telleron. Cảm ơn sự quan tâm của cô, nhưng tôi không cần gì hết. Giọng điệu khô khan đó trả Marianne về vị trí nửa đầy tớ của mình, nhưng nàng không thấy bị xúc phạm và mỉm cười. Công nương nghĩ rằng một cô đọc sách đơn thuần không đáng để giúp đỡ một công nương được cuộc lăng phải không? Công nương mong tìm được ai đó liên minh, nhưng cô chỉ thấy một người hầu trong tôi. Một cô hầu có là gì khi công nương có hàng trăm người? Người bạn duy nhất của tôi là một cô hầu, thiếu phụ khẽ nói dù không muốn. Đó là Ansa, bảo mẫu của tôi. Tôi chỉ tin bà ấy. Nhưng cô, lẽ nào không phải bà de Saint-Croix đã gửi gắm cô sao? Một mụ mối, tôi nghĩ rằng khi gửi cô đến cho công nương, bà ta cũng nghĩ rằng gửi cho hoàng thân. Bỗng mệt lạ, Marianne hiểu rằng nàng khó giải trừ hoài nghi này. Mặt khác, nàng là người đầu tiên gặp cô sau khi gặp gỡ Telleron. Bỗng nàng cảm thấy một nhu cầu lớn để biện minh, gỡ mặt nạ do mật thám đặt lên trong giây lát. Bà de Saint-Croix đã gửi gắm tôi, nhưng thật sự bà không biết tôi. Bà không biết tôi là ai. Vậy cô là ai? Một người tị nạn đang ẩn thân và cố tìm cách sống. Nếu vậy, tại sao lại nói với tôi? Tôi có thể gọi để tố cáo cô, để cô bị đuổi hoặc vào tù. Marianne lại mỉm cười và lắc đầu. Tố cáo là một từ không hợp với bà, thưa phu nhân. Để được ai đó tin tưởng, trước hết phải nói thật về mình. Tôi đang ở trong tay bà, hãy tố cáo tôi đi. Có một khoảng lặng, Dorothée de Périgord giờ đây dò xét chăm chú của thiếu nữ này, chỉ hơi lớn tuổi hơn cô. Cô cảm thấy khi nói tiếng mẹ đẻ có niềm vui trẻ thơ mà Marianne cũng hiểu, và ánh mắt cô dịu đi, dịu dàng hơn nhiều. Cô hỏi, hạ giọng theo bản năng, thật ra cô tên gì? Quyết định chiếm được tình bạn của cô bé kỳ lạ này bằng mọi giá, Marianne định nói với cô thì cửa phòng làm việc lại mở ra. Chàng sĩ quan khinh kỵ bên hào nhoáng và tầm thường là chồng của nữ bá tước trẻ đang đứng ở ngưỡng cửa. Nào Dorothée, em làm gì ở đây? Mẹ em tìm ăn khắp nơi, bà ấy mệt và muốn rút lui. Em bị đau đầu, chắc do hơi nóng. Cô Malarus khả ái đã cứu em. Marianne rùng mình lưu ý rằng cô đã ghi nhận cái họ vay mượn của mình. Đôi mắt của Dorothée bây giờ tươi cười, tinh nhịn và quay về phía nàng. Cảm ơn, cô nói và chìa tay, lại nói bằng tiếng Đức. Cô đã cho tôi nhiều điều tốt lành hơn cô tưởng. Hãy đến nhà tôi chơi, tôi ở số 2, đường Grand Patelier, và tôi luôn ở nhà vào buổi sáng. Cô sẽ đến chứ? Tôi sẽ đến, cô thiếu nữ hứa và nghiêng mình cung kính, đúng như vai trò của nàng. Về phía bàn tay đưa ra, Edmond de Périgord chắc không hiểu tiếng Đức nên ta sốt ruột và buồn chán. Nào, đến đây. Marianne rời phòng làm việc của họ, nàng không lo bị hoàng thân bắt gặp. Bước dội lên cầu thang, nàng cởi áo ra, mặc lại áo ngủ và mũ trùm, rồi đi nằm, tắt nến. Dưới ánh sáng liệm dần của ngọn lửa, nàng thấy trên bàn bản báo cáo của mình đã viết và mỉm cười. Tình bạn quý báu mà nàng vừa có được, ông bộ trưởng cảnh sát hiu kỳ sẽ không biết gì. Ông ta cũng không biết nỗi đau của nữ bá tước. Đối với cô, Marianne cảm thấy một tình cảm chị em
vì nàng phát hiện rằng dù nguồn gốc hoàng gia, dù có cuộc hôn nhân sáng chói, dù có gia sản, dù nhiều vinh dự dây quanh mình, dù mọi thứ mà cô sở hữu và Marianne thì đã mất, cô cũng bất hạnh và tổn thương vì thế giới đàn ông không biết thương xót. Người ta đã giật cô công nương bé bỏng đời cuộc lăn ra khỏi xứ sở của cô, khỏi cuộc sống của cô, khỏi những giấc mơ tình yêu để làm một quân cờ trên bàn cờ chính trị. Người ta đã bắt cóc cô khỏi người đàn ông mà cô yêu để áp đặt cho cô một kẻ khác, hơn nữa là kẻ thù mà cô chỉ có thể căm ghét. Hơn nữa, người ta khiến cô thành chứng nhân câm lặng của cuộc phiêu lưu của mẹ mình với kẻ thù khác của cô. Thật là đạo đức giả. Talleyrand khiến cô hiểu rằng mình chỉ là một đứa trẻ không quan trọng, không có khả năng thích nghi với đòi hỏi của quy ước xã hội. Dorothée đáng thương và mãnh liệt muốn đấu tranh với đôi tay bé nhỏ chống lại bè lũ đàn ông phàm ăn đó. Để hạ gục ý chí một cô bé 15 tuổi, hoàng đế nước Pháp và Talleyrand liên kết với Sa Hoàng, không biết nhục, không biết thẹn. Họ đã chất củi gì đây, và cái nền chính trị này là cái gì mà người ta hiến tế cả con người? Nghĩ đến người bạn mới, Marianne dần tách khỏi những vấn đề của riêng mình và cảm thấy ngây ngất. Nàng phát hiện rằng mình không cô độc, không chỉ riêng mình đau khổ, và điều đó nâng sức mạnh chiến đấu của nàng. Hơn bao giờ hết, nàng phải chống lại quyền lực áp bức của bọn đàn ông, chống lại tình yêu lừa lọc và những ham muốn bẩn thỉu của họ. Nhưng nàng cũng muốn giúp những chị em cần giúp. Và Chúa biết có những người như vậy. Nếu có một Ivy Saint-Amban liên kết với đàn ông và những kẻ tồi tớ của họ, thì cũng có một Dorothée được cuộc lăng bị bán như món hàng, một Adela X. Dasena bị ném vào tù và ly lưu đài vì dám nêu ý kiến của mình, một hoàng hậu bị dứt xuống chân ngai vàng vì không sanh ra người thừa kế cho bảo chúa, một công nương được Bénévent bị bỏ rơi ngay trong chính ngôi nhà của mình, một nữ bá tước được Mactéric bị bỏ lại làm con tin. Nàng Marianne biết rõ rồi sẽ có một ngày sẽ chỉ cho họ thấy rằng phụ nữ có thể là người mạnh nhất. Và đến đó, Marianne tuyên chiến với đàn ông. Khi người hầu lo việc thắp lửa vào phòng nàng sáng hôm sau, Marianne ngồi bên cửa sổ đọc một quyển sách. Nàng không ngước mắt lên khỏi quyển sách. Người đàn ông đó lau chùi lò sưởi, sắp đặt những thanh củi mơi, đốt lại những mảnh than củi ẩn giấu dưới tro tàn nhờ một ống thổi lửa lớn. Rồi sau khi đã làm xong, có một khoảng thời gian im lặng. Marianne nghe anh ta thở mạnh và hiểu thái độ thờ ơ của nàng làm anh ta khó chịu. Nàng hưởng thụ điều đó trong giây lát một cách tàn nhẫn. Nàng không hề ngỏ lời trước với anh ta, hoặc anh ta phải nói hoặc đi ra ngoài. Cuối cùng, nàng nghe anh ta khúc khắc hò và nói: "Tôi nghĩ rằng củi này sưởi tốt", anh ta nói. Ngay cả lúc ấy, nàng ngước mắt lên thấy một người đàn ông lưng chừng 2 độ tuổi, có thể hình bình thường, diện mạo không có gì đáng nhìn. Thật ra, nếu không có bộ đồng phục lòe lẹ, người đàn ông sẽ không được ai nhận ra, hòa tan với bất kỳ trang trí nào. Đó là gián điệp lý tưởng. Hất cằm, nàng chỉ cho anh ta bản báo cáo đặt ở góc bàn làm việc. "Mảnh giấy gấp đó trên bàn", nàng chỉ nói vậy. Người đàn ông cầm lấy mảnh giấy, luồn nó vào trong túi áo rộng, rồi lướt đến gần cô thiếu nữ nhìn phía dưới. "Tôi tên Floquet", anh ta nói. "Celestin Floquet, còn cô?" "Tôi là cô Malerus", Maria nói khô khan và cầm lại quyển sách. "Chắc cậu phải biết chứ." "Dĩ nhiên là tôi biết, nhưng tôi không phải hỏi cô chuyện đó, là tên của cô, giữa đồng nghiệp với nhau." Maria tự hứa phải giữ bình tĩnh, nhưng sự hỗn sự của gã này lập tức đánh thức cơn giận của nàng. "Phải chịu đựng sự thân mật của một tên gián điệp hạ cấp này nữa. Tôi không có tên, và tôi không phải là đồng nghiệp của cậu." Hai tay nàng siết chặt tấm bìa da của quyển sách và cố gắng dán mắt lên những hàng chữ để không thấy gương mặt phẳng lì của Floquet. Nhưng nàng nghe phải giọng cười mỉa mai của anh ta. "Thật vậy", anh ta nói thô lỗ, cứng đầu hết biết. "Cô cho mình là ai, cô gái xinh đẹp? Không nên quên một điều, rằng tôi là chỉ huy của cô. Ai sẽ là người mang tiền của Papa Fouché đến cho cô vào ngày Saint-Touché hả?" Thật quá đáng, quên hết thận trọng. Cùng lúc với mọi quyết tâm của nàng, Marianne đứng dậy và chỉ tay ra cửa. "Làm những gì người ta yêu cầu cậu, và không có gì hơn nữa", nàng thốt lên. "Chúng ta không có gì để nói, bây giờ cút đi." Lộc kia nhún vai,
nhưng lấy lại rổ củi và cây hồng trò. Được thôi, anh ta ngoan cố nói, coi chừng đây, chỉ có điều đừng than vãn, nếu có ngày cô sẽ hối hận. Anh ta tốt đấy, Roque, nhưng anh ta không thích ai dẫm lên chân mình. Khi sau cùng anh ta đi ra, Marianne chạy đến bàn ở đầu giường, rót một ly nước và uống một hơi. Hai tay nàng run sức mạnh đến nỗi ly ngân lên khi chạm phải bình. Khi nàng rót nước, không lúc nào như lúc này, nàng ý thức chát chúa về sự sa sút của mình. Sự việc nhỏ này đã mở mắt nàng, một tên gia nhân, một tên mật thám. Tưởng đâu mình có quyền xử sự với nàng như kẻ ngang hàng. Suýt chút nữa thì hắn đã xưng hô thân mật với nàng. Không, không thể được. Nàng không thể chịu đựng chuyện đó. Không thể là chuyện đó. Mặc kệ nó phút xì giận, nhưng ngày mai, trong báo cáo của mình, nàng sẽ buộc ông ta bắt Floque giữ phản cách. Nếu không, nàng sẽ không giết một hàng nào nữa. Ngoài đường, tiếng xe chạy được nghe thấy, được các bức tường vọng lại. Một lần nữa, ý muốn trốn xâm chiếm Marianne, tuyệt vọng vì cuộc gặp gỡ mới chỉ một mẫu đàn ông. Sau rốt, ai ngăn nàng khoác áo choàng, cầm hành lý mỏng manh và chạy về bến xe? Nàng có thể trở lại Brest. Nicolas đã đi Anh, nhưng bà Le Guivelinec không đòi hỏi gì hơn là được chăm sóc nàng. Hoặc là nàng có thể đến Auvers, tìm bà cô họ ồn ào và có lẽ sẽ chào đón nàng. Nhưng không, không thể được. Nếu cô Dacena đang chịu đựng sự theo dõi của cảnh sát, cô cháu họ đáng ngờ và đào tẩu này đến chỉ gây phiền phức cho bà. Còn về bà Le Guivelinec, Marianne chợt nhớ, chắc bà phải rời Recoufra để tới Hannibal, vì con gái bà đang bệnh, mời bà đến chăm sóc cho các con của cô. Một ý nghĩ khác chợt đến, tại sao không đến Rome và tìm cha đỡ đầu của nàng? Linh mục Gauthier de Sage sẽ không tưởng tượng hàng loạt tai họa đã giáng xuống cô cháu gái. Ông tưởng nàng yên lành, nếu không nói là hạnh phúc, trong lãnh địa của nàng giữa miền quê nước Anh. Dĩ nhiên tình trạng rối ren của nàng sẽ giúp ông giúp nàng. Nhưng ông sẽ nghĩ gì trong lòng ông, tuy công bằng và tốt, nhưng nghiêm khắc về chuyện Marianne đã giết người hai lần, đốt nhà, bị cảnh sát hai nước truy đuổi. Chỉ nghĩ đến chuyện ông quay lưng lại với nàng một cách khinh miệt, Marianne cảm thấy rung lên vì khiếp sợ. Chẳng có gì để làm, phải ở lại, ít ra thêm một chút thời gian. Có âm nhạc, ông Gosset đáng kính lát nữa sẽ đến đây dạy nàng những bài học đầu tiên và là người mà nàng đặt nhiều hy vọng. Miễn là cảm ơn Chúa, ông không lừa gạt nàng. Thình lình dây thần kinh của Marianne giãn ra. Nàng phóng lên giường và bắt đầu khóc. Nàng khóc rất lâu, cay đắng, chìm sâu vào làn sóng đau thương. Trong chốc lát rồi nổi lên. Ngày xưa khi đọc các tiểu thuyết nổi tiếng mà nàng thích ngấu nghiến lén lút, nàng đã mơ ước được là một trong các nhân vật nữ chính huyền ảo, băng qua những biến cố đen tối nhất mà áo sống không gợn chút nếp nhăn hay tâm hồn vẫn trong trẻo. Đời nàng không phải là một quyển tiểu thuyết, dù là tệ nhất, là một trò hề thô lỗ và xuống cấp, một cú trượt chậm rãi trong bùn, hướng tới vực thẳm không thấy đáy. Như nàng tiên liệu được tiếng gọi và làm cho nàng khiếp hãi. Tuy nhiên, dần dần, tiếng khóc của nàng dịu lại, chút yên tĩnh trở lại. Sâu trong kỷ niệm thời thơ ấu của nàng, tưởng như vọng lại giọng nói lớn của lão đất, người đã đặt nàng lên yên ngựa và giải nàng cầm vũ khí. Ngày kia, khi nàng rơi xuống sông, nàng la hét bằng cả sức lực. Lão hét với nàng, hãy bơi đi tiểu thư Marianne, bơi đi thay vì mất sức la lối vô ích. Khi người ta ở trong nước thì phải bơi. Dĩ nhiên, Doss cũng nhảy xuống nước để giúp nàng lên bờ, nhưng bản năng của nàng đủ để cứu mình. Nàng đã bì bõm như một con chó nhỏ. Tiếp sau đó, nàng đã học bơi. Vậy thì, hôm nay cũng tương tự như vậy. Nước bẩn như phải bì bõm trong đó khi chờ đợi biết những động tác cứu hộ thật sự sau cùng sẽ dẫn nàng, hướng nàng về những đợt sông trong trẻo và lành mạnh hơn. Tuy nhiên, tối hôm đó, nàng lướt một tối hậu thư trong báo cáo cho Fouché. Hai ngày sau, khi đến thắp lửa, Floque không nói một lời và không nhìn nàng, đặt lên bàn một mẩu giấy gấp có đóng ấn nghiêm túc. Bên trong, Marianne thấy một tờ giấy không ký tên. Đừng sợ, không ai quấy rầy cô nữa. Cũng có một mảnh giấy làm nàng đỏ tận mắt. Đó là một chi phiếu ngân hàng trị giá 50 Napoleon.
sâu xé giữa sự nhẹ nhõm vì biết được che chở khỏi sự tấn công của Floki và hổ thẹn vì số tiền này mà nàng thấy là không trong sạch và xấu xa. Marian suýt ném vào lửa chi phiếu không phải lúc này. Nhưng nàng than đổi ý kiến, nhét chi phiếu vào túi và thay đồ để đi theo công nương đến nhà thờ San Tomas d'Aquin. Phủ nhận rằng mỗi lần mình xuất hiện chỉ gây nên một vụ bê bối nhỏ, vợ của cụ giám mục Ota vẫn cứ ngoan cố giữ sức đều đặn vào thánh lễ rình rang và muôn được tha thứ bằng những việc từ thiện rất rộng lượng. Ngày hôm đó là lễ Noel, bà de Talleyrand Périgord ăn mặc xa hoa. Về phần Maligan, trước khi rời nhà thờ, nàng kín đáo luồn từ chi phiếu vào thùng cứu trợ người nghèo. Sau đó, tâm hồn nhẹ nhõm và nàng nở một nụ cười nhẹ trên môi khi nghĩ rằng đồng từ nhơ nhớp của Fouché cuối cùng đã làm điều tốt. Nàng đến gặp bà chủ dưới bóng cây trụi la trên quảng trường, nán lại với vẻ hài lòng thấy rõ để nhận những lời cảm ơn hơi hỗn độn, hơi phiền toái nhưng chân thành của cha bề trên, tổng tập sự dòng tu Dominican của nhà thờ Saint Thomas d'Aquin.